anh mang đến đây để đến đây chơi với em. Chơi với em. Anh đã đi chơi với những người khác rồi, em chỉ là người thành thôi. Chơi với em. Anh mang đến đây để đến đây chơi với em. Chơi với em. Anh đã đi chơi với những người khác rồi, em chỉ là người thành thôi. Chơi với em. Em phải biết. What's cool one? What's cool one? Yeah. Yeah. Ở đây anh có một cái đạo âm. Viết tiếng Anh thì nó sẽ làm ngược lại. Không. Đạo âm của anh thì đơn giản. Tên của cái đạo đó là âm. Đạo của anh giáo đồ trong rất là dã man. Em hiểu không? Người đạo hồi thì người ta có một câu nó gọi là tử vi đạo. Thì giáo phái của anh có một câu là tử vi cung. Có phải là nghe xong là muốn vào đạo đúng không? Đấy em nhìn thế này, chuẩn bị này. Các giáo đồ comment liên tục ở trên này luôn. Em nhìn thấy chưa? Anh mang đến đây để đến đây chơi với em. Chơi với em. Anh đã đi chơi với những người khác rồi, em chỉ là người thay thế thôi. Chơi với em. Anh mang đến đây để đến đây chơi với em. Chơi với em. Anh đã đi chơi với những người khác rồi, em chỉ là người thay thế thôi. Chơi với em. Em phải biết. What's cool one? What's cool one? Yeah. Mét 7 đẹp trai tính nhẹ nhàng. Mét 7 thì được, còn 7cm thì lại không được em. À dã man luôn đấy. Em còn hay chơi trò gì nữa nào? Nếu mà giả sử ở đây mà có một cái trường hợp đó là mất điện, mất mạng, không ra được khỏi đây, tù ở đây luôn, không biết làm như nào. Thì anh nói thật, nếu như cái căn nhà xảy ra cái câu chuyện đấy thì tốt nhất phải lên gặp anh. Anh luôn luôn có những cái trò chơi mà bỏ qua hết cái điện đó, mạng chúng ta vẫn chơi được. Dã man luôn. Anh rất tình, em hiểu không? Anh mang đến đây để đến đây chơi với em. Chơi với em. Anh đã đi chơi với những người khác rồi, em chỉ là người thay thế thôi. Chơi với em. Anh mang đến đây để đến đây chơi với em. Chơi với em. Anh đã đi chơi với những người khác rồi, em chỉ là người thay thế thôi. Chơi với em. Em phải biết. What's cool one?